Sáng nay, khối thi đua các hội có tính chất đặc thù số 2 gồm 7 đơn vị, hội khuyến học thành phố, hội người cao tuổi, hội nhà báo, hội người tù kháng chiến, hội luật gia, hội nạn dân chất độc Gia cam điều xin, hội cựu thanh niên xung phong thành phố, tổng kết công tác thi đua năm 2022. Năm qua, các đơn vị trong khối thi đua đã bám sát chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, viên chức và hội viên các mặt công tác khác như xây dựng cơ quan, chấp hành đường lối chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, xây dựng cơ quan an toàn được các đơn vị thực hiện tốt. Điển hình Hội khuyến học thành phố trong năm qua đã vận động quỹ khuyến học khuyến tài bằng tiền và hiện vật quy ra tiền trị giá hơn 67 tỷ đồng, vượt trên 100% kế hoạch năm. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin vận động hơn 10 tỷ đồng để chăm lo hỗ trợ 21.000 lượt hội viên, ngoài ra các đơn vị trong khối còn tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị